Cậu làm gì đâu trời, cậu làm gì đâu, cậu làm gì đâu. Ngày xấu mọi người ơi, mọi người ơi, ngày xấu tao về nè, tao có bandit nè. Trời ơi, hình như làm lại mấy bữa bạn rồi, để mà có một người nó thăng cấp chỗ mình rồi bạn ơi. Giờ mình sẽ làm một vài thứ coi, có thằng nào, hàng này nó nghỉ chưa? Rồi đi nghỉ đi, để ấy lên này làm mấy cái đây. Và mình phải cần một cái thứ gì đó rồi bạn ơi. Mình phải cần đổi thức ăn rồi bạn ơi, mình hết thức ăn rồi. Khúc nạn thiệt chứ, mình phải lấy cái này cho nó chữa trị cái bệnh sát của nó đó bạn. Bệnh sát là bệnh buồn á ba. Nghĩ gì vậy? Không phải, giờ mình phải xuống mình làm một vài thứ thôi bạn ơi. Mình còn mình có gì bữa mình game mình quên luôn, ủ mé. Khó chịu á. Thằng này thôi, cho này đi, cho này đi, mình đi nghỉ đi, đi nghỉ điền đỉ, ủ mé. Này đi xuống làm đi. Nhìn tướng đi uể quá bạn. Rồi thằng này cũng đi nghỉ đi. Này nó có được có cái ba lô nè, ngon vậy. Chút tối cho này đi các bạn. Mình sẽ làm được tập trước mình làm hết mà đúng không? Tập trước mình làm hết mà. Mình sẽ có một thằng nào nó đổi đồ mình nữa bạn. Xanh nè. Mình chưa đổi được đổi đồ nữa. Và mình cái nhà bữa, cái nhà gì ta? Cái gọi là cái nhà gì quên tiêu rồi. Nhỏ mà mình mới đầu vô mình làm mình không biết gì hết bạn. Cái nhà đó mới gọi là có nhiều bạn. Có nhiều thứ để lấy, mình bỏ quên vài thứ nữa các bạn. Khốn nạn không? Làm lẹ lên là qua buổi tối đi luôn nè các bạn ơi. Mình sẽ cho thằng này nó... Mấy thằng này nó không ăn luôn á. Có ai đó không? Có ai tới đổi đồ không bay? Hơi tụt mod nha. Tự nhiên quên lưu là hết cây rồi. Lẹ lên. Ok, sống bạn ơi. Ôi ơi, thiếu cái này luôn. Thiếu đúng một cái luôn khốn nạn. Cây thật sự nha. Mình sẽ qua mình lấy đồ bạn. Ok, buổi tối luôn. Hết. No, lên nói chuyện. Mình sẽ đổi đồ nó bạn. Mình sẽ đổi một vài thứ rồi mình mới qua bên kia. I'm afraid we love. Đèn, tao sẽ lấy thức ăn. Đó, hôm nay ngủ mà. Ủ mẻ. Cái giấy. Lấy đi. Tính ra mày đâu mệt. Ôi, qua cho nó lấy cái này trước các bạn. Để cho nó hồi phục cái đó. Tốc độ lên. Tao đứng không một lần đâu má. Lẹ. Đúng rồi, bandit. Móc vô, quấn đi. Mày quấn đi. Đó, ok, đi được chưa? Đồ đây. Alright now. Biết rồi, tao biết rồi, yên đỉ. Chào kiểu 2020 nè, chào. Ủa sao có hộp thức ăn vậy? Bữa nhớ nhiều mà. Ủa, được, ngon, đổi liền. Mình sẽ đổi hai cái này, mình sẽ được một cái gì đó. Ok, qua ăn bạn. Mấy này nó chết đói rồi, mình sẽ là cái này. Tại tối nó đi cướp còn này, ăn cái này. Còn này sẽ là ăn cái này nè con. Ăn đi rồi đi ngủ lần này xuống đây chế đồ đi. Đấy. Ủa hình như mình chưa chế tạo lò nướng mày ơi, khốn nạn rồi, chết rồi. Heater cái này gì nhỉ? Bonsai steel, water, sugar. Làm này đi, làm này xong. Không làm này để đâu chứ, phòng thức ăn luôn đi chứ. Phòng thức ăn luôn nha. Ôi không được thôi, đặt đợi với bạn. Rồi hằng ngày nó ngủ. Ngủ đi con trai của ta. Phải chờ nó thôi. Rồi ok. Qua đây đi má. Rồi đi qua hết ngày qua lấy thức ăn nữa. Mình hết thuốc rồi bạn ơi, mấy người đó lấy hết thuốc mình rồi. Ôi chết, bà không đủ rồi. Cái này phải có cái cây súng. Kiểu như cây súng này làm bạn. Ok, mình sẽ lên đổi tiếp. Rồi trước tiên cho này đi ngủ. Đợi thằng này làm xong bạn. Yes. Và cũng có thức ăn để nấu nhưng mà từ từ. Mình sẽ đổi thằng này ra. Đổi thằng này một chút. Thằng này đang buồn. Ok. Cần ai tao cần tất cả đó. Xong bạn ơi, mình sẽ vô mình chế tạo vài thứ. Cho hang này một con dao. Ok, biết mày đổi rồi từ từ má. Cái roba trước cái đã bạn. Sẽ chế tạo cái roba. Con dao roba. Ngon. Rồi mình sẽ có sẻng. Lóc bít. Roba nước. Thằng này nó bị gì các bạn? Thằng này nó bị severely browded. Là chắc nó cũng bị thương nặng rồi. Chích bà rồi. Chân ngu rồi. Tóc đỏ nó nào. Thằng làm con da nó làm kia nữa. Thằng này là bị slightly browded thôi. Anh đâu má nó. Thằng này nó sát rồi bạn. Em có hút thuốc nên nó bị sát. Thuốc hại gây hại chích bà luôn mà. Ăn rồi có hút riết. Rồi mình sẽ chế một con da được không? Xong, ok, đủ đồ chơi. Hết đồ làm luôn rồi. Ok bạn, và mình sẽ hết ngày nha. Yes. Hết ngày, chiến thôi. Này, bảo vệ bạn. Chơi, tới đây thôi. Mình cần cái này. Cái này.
Lọc bịch không cần các bạn, không cần vũ khí. Vô. Quốc. Cái nhà này mình vẫn còn vài thứ mình chưa có lấy. Hồi đi chậm thế nha. Đây nó còn dưới đây nè, vài thứ mình dưới đây mình chưa có lấy các bạn. I can. Cái này là đập người vẫn được. Cái này lấy đập người vẫn được bạn, nó có thể là vũ khí. Bố mày sợ, cóc sợ bố con nào đâu. Như mình lên quên lấy cái robot ở lấy rồi, mình sẽ lấy cái súng bị giấu trong vườn các bạn. Đây, thức ăn. Trời ơi, ngon liền. Cái này nữa. Cái này là cái gì? Sugar. Cái này sẽ là sugar. Xíu quay lại lấy. Lục. Nảy ra. Trời, cái này làm ồn lắm bạn ơi, các bạn. Đúng ồn luôn á. Mà hết ở đây là không có ai hết bạn. Nên sao? Thuốc 5 viên đạn. Cũng khá là ổn nha. Đấy, ngon. Cái vườn mình ra không được bạn, cái vườn ra không được nên khỏi đi kiếm cái súng trong đây thôi coi. Mình sẽ quăng bớt cái lốc bít đi, mình cày cái cửa nè. Ok, mình vô được căn phòng rồi các bạn ơi. Mình vô được căn phòng và bữa mình vô không được các bạn. Mình sẽ có tabaco làm gì dùng gì các bạn. Cái này là từ cho kia, nhưng mà mình hết đồ rồi, từ quay lại. Ây da, hơi khó nha, lại không được. Ây, có thuốc nè. Coi có gì không nữa bạn. Không, giờ mình chưa cần cái mấy cái này đâu bạn. Giờ mình chưa cần này, mình sẽ cần thuốc trước tiên. Thuốc, chỉ có thuốc mới cứu được chúng ta. Cái gì vậy? Đóng cửa lại. Rồi đi rồi đó bạn, đi chậm váy cứt ra luôn á. Thôi ơi, về ăn nè mấy em. Trước khi đi về phải lấy một cái. Trời ơi. Súng bị hỏng nè. Ok, mình đã có cây súng bị hỏng bạn ơi. Ngày 7. Yeah, mấy anh để. Đây. Nó sẽ lên nó nấu ăn bạn. Thằng này đi nghỉ đi, nó sẽ lên nó nấu ăn. Và ok. Và thằng này sẽ đi nghỉ. Thằng kia nó sẽ nấu ăn. Quá ngon luôn. Nào là good cooker đâu. Đây. Good cooker. Cho mày không đi nghỉ đi. Good cooker. Good cuckoo. Có thức ăn rồi các bạn ơi, có thức ăn rồi các bạn ơi. Ngon rồi các bạn ơi. Hai tô cháo nè. Lên một cái nữa. Ngon. Thằng nào very gì đâu à. Thằng này starving đúng không? Cho này ăn trước. Lên ăn kìa mấy anh em. Cho này lên ăn. Ăn liền. Thằng nào very hungry. Hai thằng hả? Cho ăn trước các bạn. Không biết có được không bạn. Rồi quang đi. Bạn bị bỏ. Tủ xuống chi. Thằng này đang chạy bóng mày ơi. Cho nó ăn đi. Để cho thằng này ăn bạn. Hết đói rồi. Yes. Nó hết đói rồi bạn ơi. Cuối cùng cũng có thức ăn nè. Đã cứu được cái ngày chống đói của mình rồi. Yes. Ý là chống đói chứ không phải đâu ba. Không phải kiểu như chống đói sẽ bị hói đâu ba. Đây, con nó nghĩ thằng liền này nó đau quá rồi bạn. Cái này dùng cho gì? Để cần bandage thôi. Nó vẫn còn khá là chưa chuyển vàng này. Không được. Không được rồi. Ôi nó chạy. Ghê vậy. Xanh mày. Mình sẽ nâng cấp một vài thứ bạn. Có mình này nó léo mệt rồi. Không nạn thì có được gì. Mình sẽ có được cái radio. Ok, làm radio cho nó đỡ mệt. Cho nó đỡ gì bạn. Đây sẽ đặt cho nó nghe muốn tét cái não luôn đi. Đây bạn. Đây lên em. Lẹ. Sắp hết ngày 7 rồi bạn ơi. Mình sẽ làm một vài thứ trước khi hết ngày 7 các bạn. Mình được coi mình sẽ có một cái weapon. Các bạn, và thằng này nó làm cái gì nữa các bạn ơi. Thằng này đi nghỉ đi má. Lên nghe duo làm gì. Xạo quýnh chết bò mày giờ. Mình này nó khỏe rồi các bạn ơi. Mà nó bị thương rồi các bạn. Nó đã bị thương nên mình cũng không dám đụng nó luôn. Mà nâng cấp không được luôn. Ai chà, hơi căng nha. Mình đây, chắc nâng cấp không ép được. Ui. Xong tôi rồi. Gỗ hết gỗ rồi. Ây da, chút nữa mình sẽ cần đem một vài thứ để phòng thân. Ok, hết ngay. Đây đi. Lên. Quốc bạn. Mình sẽ qua Quiet House. A lot of food, a lot of men, a lot of bad. Quốc Quiet House mà. Không biết có giết người không. Vô bạn. Đi từ từ thôi nha má. Có nhiều thức ăn. Lấy. Có dụng cụ lấy hết. Mình đang cần. Mấy này chưa cần thức ăn đâu bạn. Trời ơi mẹ. Chỉ có rác chứ cứt ở đâu. Cổ cũng đang cần. Cần nhầm không. Hay chui mẹ ý. Ta chỉ là người đi đường thôi. Tao cần nói chuyện. Nói chuyện được không. I feel when do anything for you. Nhưng mà tao có thể loot được đồ. Chả mày nè. Thôi cho tao cái bandage thôi, còn như đây tao sử dụng. Nhưng mà tao cũng đang bị thương. Muốn nói chuyện, muốn lộn hay gì. Tao có vũ khí nha. Tao cũng đang bị thương, là người là ai làm thế. Thôi. Cho tao mấy cái này thôi, tao cũng cần lắm. Take my wife medicine.
Ok, tao sẽ trả lại cho mày. Không cho tao cái banh đét tao thiệt á. Có này heo chút chưa. Đừng nha, đừng lấy súng nha tao. Ấy, tao có hủ đâu chứ. Đúng mẹ. Đừng có kêu gọi nha. Rồi má chạy lên tuốt trên kia luôn mặt. Cigarette. Yes, cho con kia các bạn. Lẹ lẹ nó lấy súng nó giứt mình nó mất công lắm. Thiệt luôn á. Tao không đang khốn có. Rồi cái râu ba này khá là hữu ích nha các bạn. Cái môi mọi trường hợp luôn trời. Cái tiếng của mình phát ra quá trời phát là phát luôn. Đừng chửi tao tại tao cũng không muốn đâu. Tao còn thức ăn cho đồng đội đó nữa. Thức ăn. We need food bruh. Mình còn lương thiện, một chút lương thiện. Thôi, nó giỡn á. Lấy hết, cho mày nước được không? Tao đang còn dư nước, anh em tao vẫn còn thiếu nước. Ha, cầu cho mọi người đừng có gì nha. Có gì qua tao, bữa tao giúp đỡ cho, đừng có kiểu như là đừng có giận dỗi gì hết á. Cuộc sống là vậy mà. Mình cần cái này các bạn. Mình cần cái này. Mà mình cần cần tất cả mọi thứ. Cái pha kèo này khó quá ta. Lên. Come on. Có gì không? Có thuốc, mình cần thuốc bạn. Tao không có hại đâu, tao chỉ lấy thuốc thôi. Dạ rồi, yên phận đi chứ. Mình ít chích bớt nè. Không, mình giờ mình cần thuốc mình về. Tao làm gì đâu. Đừng có gọi. Ú má, đừng có gọi. Gọi là xong đó. Gọi là hết. Thuốc trên tất cả bạn. Mình sẽ quăng lại này. Bỏ này lại. Mình sẽ cần cái này hơn bạn. Đó, tao làm gì đâu trời. Tao làm gì đâu. Bình tĩnh. Thuốc là thuốc. Tao không làm gì hết. Tao chỉ cần thuốc thôi. Về đây bye bye. Chừa lại một ít đồ ăn cho mấy mi đó. See ya. Ngày 8. Tao về nè. Tao không đã có I don't want to talk about it. Ủa gì vậy? Hay lỡ cướp mày ơi. I know what's wrong but I have to. What we need. All the way we have no choice. Yeah đúng rồi. Mày phải như tao. Đói rồi bạn ơi. Quần này có cigarette rồi mình có thức ăn. Lên nấu thức ăn đi em trai. Sẽ hôm nay mình sẽ có nhiều đồ ăn nè các bạn. Rồi đây coi nâng cấp được gì không bạn. Mình sẽ làm một vài thứ cho mấy anh này ăn rồi nó kiệt hồi sức lại bạn. Ủa, còn thiếu khá là nhiều bạn ơi. Mình phải đi cướp nữa bạn. Mình phải qua bên kia mình cướp rồi. Mình phải qua bên trường học bạn. Giờ mình sẽ lo cho mấy anh này trước bạn. Đây là lên ăn mà mấy friend. Làm 3 món đi. 3 món 3 thằng. Rồi ăn. Dạ thằng này hết đói rồi bạn ơi. Thằng này DM nó very tired rồi. Sao thằng này cứ sát hoài ta. We shouldn't steal from them anymore. Tại tao cần quá tao xin chú bộ. Ủa mẹ tao xin tao lấy đâu khó chịu. Tao xin rõ ràng luôn. Tao người lương thiện. Ok nếu bạn thấy video này hãy để lại một like, một subscribe á. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau. Bye.